Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải cái đề thi học kỳ 2 khối 11 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền ở thành phố Hồ Chí Minh. Đề thi này gồm tất cả là 6 câu tự luận. 6 bài tự luận. Không có thi trắc nghiệm nha các em. Đó. Vì thì muốn mem rèn làm tự luận cho nó kỹ chắc kiến thức để các em có thể lấy điểm tối đa của phần tự luận nha. Câu số 1. Xác định số hạng đầu U1 và công bội quy của cấp số nhân UN. Biết cái hệ này. Đó. Thì đầu tiên chúng ta nhớ là cái cấp số nhân á, thì UN nó bằng U1 nhân cho quy mũ N trừ 1, đúng không? UN thì bằng U1 nhân quy mũ N trừ 1. Đó. Thì ta áp dụng ta giải ra được U1 và quy thôi. Thì ghi câu 1 ha. Ta có này. U4 cộng U6 nó là trừ 540. U3 cộng U5 nó bằng là 180. Rồi các em thế vào rồi. U4 thì bằng U1 nhân quy mũ 3. U6 thì là U1 nhân quy mũ 5. Tiếp tục U3 thì bằng U1 nhân quy bình. U5 thì là bằng U1 nhân quy mũ 4. Các em đặt nhân tử chung ra nha. Ở trên này các em đặt nhân tử chung ra là U1 nhân quy mũ 3. Thì còn lại là 1 cộng quy bình. Ở dưới chúng ta đặt nhân tử chung là U1 nhân quy bình. Thì cũng còn lại là 1 cộng nhân quy bình. Rồi chúng ta lấy 1 chia cho 2 vế theo vế. 1 chia cho 2, được chưa? Thì chúng ta mất đi U1. Mất đi 1 chia quy bình. Còn lại là quy mũ 3 chia cho quy bình thì là quy. Trừ 540 chia cho 180 thì là trừ 3. Vì vậy ta được quy bằng trừ 3. Các em thay nó vào 2. Thay vào 2. Như vậy là ta được là U1 nhân cho quy bình là 9 nhân 1 cộng quy bình nữa là 10 bằng 180. Vậy suy ra U1 nó chính là bằng gì em? 2, đúng không? 1 bằng 2. Rồi, như vậy xong đúng không? Như vậy ta có U1 là bằng 2, quy là bằng trừ 3. Bài giải kết thúc. Được chưa? Rồi. Ta sang qua bài số 2 nha. Câu số 2, người ta yêu cầu các em tính hai cái giới hạn. Tính hai cái giới hạn. Câu A, giới hạn x bình trừ 11x cộng 28 chia cho x mũ 3 trừ 2x bình trừ 32 khi x tiến đến 4. Được chưa? Thì các em thấy là đây là cái giới hạn khi mà thế 4 vào nó ra 0 chia 0. Ở trên tử nó là bậc 2, em phân tích ra nhân tử được rồi. Ở dưới mẫu nó là bậc 3 thì các em phải dùng lực độ hóc nem em tách ra. Nghiệm là 4 này, 1 này, trừ 2 này, 0 này, trừ 32 này, đúng không? Cái số đầu tiên ghi lại, nhân ngang cộng chéo 4 trừ 2 là 2, nhân ngang cộng chéo 8. Nhân ngang nghiệm chỉ là 0. Rồi. Các em phân tích thành nhân tử nè. Liêm. Ở đây nó có hai nghiệm là 4 với 7. X trừ 4 nhân cho x trừ 7. Khi x tiến lên 4 nha. Ở dưới mẫu nó chính là x trừ 4. Nhân với x bình. Hệ số đây. X bình. Cộng cho 2x cộng 8. Rồi. Các em đơn giản x trừ 4 đi. Thì còn lại là gì? X trừ 7 thôi.
ở dưới mẫu là x bình cộng 2x cộng 8 khi x tiến đến 4. Rồi game thế số 4 vào, như vậy là chân tử nó ra là bằng trừ 3. Ở dưới mẫu nó ra là 8 8 8 16, 16 với 16 là 32. Đáp số câu A là trừ 3 trên 32. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta xem câu B nha. Thì câu B mấy em thấy nó phải là âm vô cùng nha. Chỗ này nó là âm vô cùng. Rồi thì ghi lại cái đề nha. Câu B. Câu 2B này. Lim khi x tiến đến âm vô cùng. Hai x mũ 4 trừ cho x bình trừ x nhân với căn của x bình cộng 3 chia cho x nhân cho 5 trừ 2 x. Khi x tiến đến âm vô cùng thì chúng ta để ý thì gì? Nếu các em chia, nếu mà em đưa vô trong căn á x bình thì đưa vào căn là căn của x mũ 4 thì không sao, bởi vì x bình nó luôn luôn dương mà. Còn x mà em đưa vô trong căn á thì nó có hai khả năng, nó sẽ bằng căn của x bình nếu x dương, và x mà em đưa vô căn thì nó gọi là trừ căn của x bình nếu x âm. Nhớ nha, nhớ điều này được chưa? Đầu tiên cái bài này các em thấy là x tiến đến âm vô cùng, tức là x tiến đến âm rồi, số âm rồi đó, và tiến đến vô cùng, cho nên là chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho cái gì, cho x mũ to nhất. X mũ to nhất chính là x mũ 2, đúng không? Chỗ này x mũ 4 thì căn nó ra cũng là x mũ 2 thôi. Chỗ này x bình thì căn nó ra cũng là x, nhân với x là x mũ 2. Vậy chia cả tử và mẫu cho x mũ 2. Ok chưa? Khi các em chia cho x mũ 2 thì vô trong này là chia cho x bình x mũ 4. Chia cho x mũ 2 thì đơn giản mất x này rồi, thì còn lại một x, thì đưa x đó vô trong thì nó lại là x bình. Như vậy thì cái x đó nó phải để lại dấu trừ, bởi vì ở đây x âm nha các em. Ở đây x âm nha. Đấy. Làm từ từ nha. Như vậy bằng cái gì? Lim làm từ từ này. Căn 2x mũ 4 này trừ x bình thì chia cho x bình trừ x nhân với căn x bình cộng 3 thì chia cho x bình. Ở dưới mẫu cũng vậy, thì làm hết sức từ từ nữa. Chia cho x bình. Ok chưa? X tiến âm vô cùng. Rồi vậy bằng gì tiếp? Cái này đưa vô trong căn thì lại là thành chia cho x bình, đúng không? À, xin lỗi, x bình đưa vô trong căn thì lại là x mũ 4. Như vậy là chia cho x mũ 4 thì nó ra là 2. Chia cho x mũ 4 là 1 phần x bình. Đó. Còn cái anh này anh đơn giản mất x này đi thì còn là x. X thì lại là đưa vô trong căn thì là x bình phải để lại dấu trừ, bởi vì thằng này nó là âm vô cùng. Như vậy chỗ này thành chỗ cộng này, căn. Chia cho x bình, vậy còn lại là x à, còn lại là 1. Cộng cho 3 phần x bình. Để nói lại, chia cho x bình, chỗ này x đơn giản đi, x bình đi còn lại là x. X đưa vô trong căn thành là x bình và để lại dấu trừ, trừ với trừ thành cộng. Tại sao để lại dấu trừ? Bởi vì x ở đây là âm. Được chưa? Rồi. Chia cho đơn giản mất x đi thì còn lại là 5 phần x trừ 2. Bây giờ xong rồi. Bây giờ là xong rồi. Ký tiếng âm vô cùng này, anh này là 2 với 1 là 3. 3 chia trừ 2, vậy là trừ 3 phần 2. Rồi, chúng ta kết thúc cái bài số 2. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 3. Tìm các giá trị của m để cho cái hàm số này liên tục tại x bằng trừ 4. Rồi. Vì vậy đầu tiên chúng ta có là cái hàm số mà muốn liên tục tại x bằng trừ 4 á. Đây cái hàm số nó phân ra thành là bé hơn với lại lớn hơn, đúng không? Thì ta phải có lim của fx khi x tiến đến trừ 4 cộng. Nó bằng lim của fx khi x tiến đến trừ 4 trừ. Và nó bằng f của trừ 4. Đặt cái này là sao?
Các em coi từ cái nào dễ thì mình tính trước. Chữ 4 cộng dễ này. F của chữ 4 cũng dễ, tính luôn. F của chữ 4 thì nó chính là bằng chỗ này là chỉ tuyệt đối của chữ 4M là 4M. Trừ cho 41 phần 81. Đó là F. F của chữ 4. Rồi, bây giờ lim của Fx. Khi mà x tiến đến trừ 4 cộng, đúng không? Trừ 4 cộng nó dễ hơn, đúng không? À, vậy là bằng lim. Anh này ghi lại đúng không? Rồi, trừ 4 cộng thì chỗ này khoảng là 4M. Trừ tuyệt đối 4M. Trừ 41 phần 81. Thì riêng hai anh này là bằng nhau rồi nè. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn tính lim của Fx. Khi mà x tiến đến trừ 4 trừ. Trừ 4 trừ tức là nhỏ trừ 4 nha. Nhỏ trừ 4 chúng ta lấy cái biểu thức này. Bốn trừ cho căn của 4 trừ 7. Kem thế trừ 4 vào thì nó ra dạng không chia không, như vậy không được, mình phải khử đi. Khử bằng cách gì? Nhân với lượng liên hợp. Ở đây có hai loại liên hợp nha các em. Lượng liên hợp của căn bậc 4, ở bên căn bậc 2 và lượng liên hợp của căn bậc 3. Như ôm lại cho các em cái lượng liên hợp của căn bậc 3. A cộng B. A cộng B thì bằng gì? A mũ 3 cộng B mũ 3. Chia cho A bình trừ AB cộng B bình. Nhớ chưa? Còn nếu mà ở đây A trừ B thì là A bình trừ B bình căn bậc 2 chia cho A cộng B. Đó là căn bậc 2 với căn bậc 3 nha. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng vào. Vậy A mũ 3 cộng B mũ 3 này. X tiến đến trừ 4 trừ. A cộng B đúng không? Thì A mũ 3 mất căn bậc 3 đi, cộng B mũ 3 là 27, chia cho A bình. A bình trừ AB cộng cho B bình là 9. Đó, A bình trừ AB cộng B bình. Ok chưa? Nhân, còn dưới mẫu thì là sao? Kem A trừ B thì là A bình trừ B bình. Chia thì nhân nghịch đảo lên đây là chia cho A cộng B. Ok chưa? Rồi. Thì tới đây chúng ta rút gọn đi thôi. Ở đây là 5x trừ 20. 5x cộng 20. Đúng không? 5x cộng 20 thì cho đó chúng ta rút gọn 5 ra ngoài thì còn là x cộng 4. Ở dưới đây thì rút gọn ra là 16 trừ đi ra 12. 12x, 12 cộng 3x thì đặt 3 ra ngoài thì là x cộng 4 luôn. Đơn giản đi thì chỉ còn là 5 phần 3 thôi, đúng không? Đơn giản đi trước nha. Bằng 5 phần 3. Chia liêm cái đây chứ. Khi x tiến đến trừ 4 trừ. Và 5 phần 3. Ghi lại thôi, cái này ghi lại, không có gì cả. Ở dưới mẫu cũng ghi lại thôi. Thì tới đây các em thế x bằng trừ 4 vào. Thì thật ra các em thế một chỗ thôi, bởi vì cái chỗ này là bằng 9 rồi thì những cái kia nó cũng sẽ bằng 9 theo. Đó. Như vậy thì chỗ này là 9 nè. Vậy là 9, 9, 9 luôn. Là 27, với mẫu là 27. Chỗ này là 34 thì chỗ này cũng sẽ là 4. 4 x 4 là 8. Như vậy là 5 x 8. 5 x 8 chia cho 3 x 27. 5 x 8 là 40. 3 x 27 là 81. 40 phần 81. Ok, xong nha. Như vậy chúng ta đã tính được ba cái biểu thức này rồi. À, như vậy thì sao tương đương? Sao nó tương đương ba này bằng nhau, tức là anh này là được. Đúng không? Hai này bằng nhau thôi. Anh này bằng này rồi. Rồi. Do đó sao tương đương? Đó là trừ tuyệt đối của 4m trừ 41 phần 8. 41 phần 81. Nó bằng 40 phần 81. Rồi, như vậy chuyển vế đi. 4 nhân trừ tuyệt đối M bằng 1. Ok. Như vậy trừ tuyệt đối M bằng 1 phần 4. Như vậy M bằng cộng trừ 1 phần 4.
xong bài toán được giải quyết. Được chưa, chúng ta kết thúc cái bài số câu B đây. Tiếp tục chúng ta đến với câu số 4. Câu 4A, người ta yêu cầu tính đạo hàm của cái hàm số này. Được chưa? Thì về cái hàm số này cái dạng là U mũ N nhỉ? U mũ N đạo hàm thì nó là N nhân U mũ N trừ 1 nhân cho U phẩy. Được chưa? Thì về Y phẩy bằng N nhân U mũ N trừ 1. Mũ N trừ 1 tức là 2020 nhân cho U phẩy. Thì chúng ta chỉ tính cái đạo hàm này thôi, cái này ghi lại thôi đúng không? Anh này có dạng là U chia V đạo hàm. U chia V đạo hàm là U phẩy nhân V. Rồi trừ cho U nhân V phẩy. Tất cả gì cho V bình. Là game rút gọn đi thôi đó. Là xong. Cho nên là 10x bình trừ cho 5x bình. Anh ta ghi lại cái này cái đây. Mười x bình này, trừ cho 5x bình còn lại là 5x bình. Trừ 8 trừ 10 là trừ 18. Trừ 18 mà chỗ này là cộng 10 thì còn lại là trừ 8x. Này 8, 8 mà trừ đi 15 thì còn là trừ 7. 8 trừ 15 bằng trừ 7 đúng rồi. Rồi xong. Không rút gọn được gì thôi, không sao cả. Nhưng rồi tiếp theo câu 4B. Cái câu 4B này các em thấy là người ta cho cái hàm số y bằng sin x nhân sin x. Người ta yêu cầu các em tính chứng minh rằng cái vế trái này này nó bằng không. Rồi chúng ta tính đạo hàm rồi thế vô đây thôi đúng không? Ở đây các em thấy là chỉ có y phẩy thôi, đâu có ngồi đây đâu còn gì đâu, chỉ có y phẩy thôi, còn lại y chúng ta thế vào là được rồi. Được nhá. Rồi như vậy là chúng ta có y phẩy là bằng u nhân v đạo hàm đúng không, u phẩy nhân v cộng u nhân v phẩy, như vậy là bằng sin x cộng cho x nhân cos x. Các em thay vào vế trái nha. Vế trái thì ghi lại này. Vế trái nó chính là x nhân y trừ 2 lần y phẩy nhân trừ sin cộng x nhân 2 lần cos trừ y. Rồi các em thay vào, nhưng mà nhớ là chứng minh nó bằng không nha. X nhân y, y chính là x nhân sin x, vậy là x bình nhân sin x trừ 2 lần y trừ sin, y là bằng sin cộng x cos, vậy được trừ sin còn lại là x nhân cos ha. Rồi cái này nhân ra cộng 2 lần x nhân y, quên, 2 lần x nhân cos trừ x nhân y tức là trừ cho x bình nhân sin x. Ok, thì tới đây đồng xong hết rồi, tự động triệt tiêu, đây chính là về phải điều phải chứng minh. Ok nha, rồi hãy kết thúc bài số 4 ở đây. Các em tiếp tục chúng ta đến với bài số 5. Người ta cho cái hàm số y bằng fx và nó bằng căn của x bình trừ 3x, có đồ thị là C. Đề người ta yêu cầu là hãy viết phương trình tiếp tuyến delta. Biết tiếp tuyến delta này vuông góc với đường thẳng D 4x cộng 5y trừ 7 bằng 0.
Thì cái đường thẳng D đó, các em viết lại nó là y bằng gì? Y bằng trừ 4 phần 5 x cộng 7 phần 5. Rồi, được chưa? Vậy đầu tiên ta có là delta nó vuông góc với D. Vậy thì K của tiếp tuyến nhân với K của D bằng trừ 1. Vậy từ đây chúng ta có được K của tiếp tuyến nó chính là bằng 5 phần 4. Chúng ta gọi điểm M x0 là tiếp điểm. Vậy ta có K của tiếp tuyến chính là y phẩy của x0. Ở đây chưa có y phẩy à, chà chà. Vậy ta có tính y phẩy đó hả? Y phẩy nó là căn u đạo hàm đúng không? Căn u đạo hàm thì là u phẩy chia 2 căn u. U phẩy nó là 2x trừ 3 chia cho 2 căn u, 2 căn của x bình trừ 3x. Rồi. Như vậy K tiếp tuyến, ghi lại nha, K của tiếp tuyến nó chính là y phẩy của x0, nó bằng 2x0 trừ 3 chia cho 2 lần căn x0 bình trừ 3x0. Và theo ghi giả thiết này nó bằng 5 phần 4. Ok. Vậy chúng ta nhân lên là bằng nhiêu? Tương đương ha. Ở đây chúng ta phải có điều kiện nha các em. Cái mẫu số này phải lớn không? x0 trừ cho 3 lần x0 nó phải lớn không? Nhớ phải đặt điều kiện trước khi giải nha. Rồi. Thì tới đây chúng ta có phương trình đó là 2 nhân với lại 2x0 trừ 3 nó bằng 5 nhân cho căn của x0 bình trừ 7 trừ 7x0. Rồi. Thì tới đây các em thấy cái dạng là căn A đúng không? Căn A bằng B. Như vậy là B lớn bằng 0, A bằng B bình. B lớn bằng 0 tức là 2x0 trừ 3 lớn bằng 0. A nó bằng B bình. Bình phương hai vế lên á. Bình phương hai vế lên thì là 4 nhân cho 2x0 trừ 3 tất cả bình này. Nó bằng 25 nhân cho x0 bình trừ 3x0. Rồi, chúng ta khai triển bình phương ra. x0 lớn bằng 3/2. 4 nhân 4 16 x0 bình. Chỗ này là mấy? 4 12 đúng không? 2 nhân 2 4 4 nhân 3 12. 12 nhân 4 là 48. x0. 9 nhân 4 là 36. Chỗ này là 25 x0 bình trừ cho 75 x0. Rồi. Thì đây chúng ta giải ra được x0 rồi. Lớn bằng 3/2. 25 còn lại là 9 x0 bình. 75 trừ 48. Như vậy là 27 trừ 27 x0. Chỉnh vế qua trừ 36 bằng 0. Như vậy chúng ta có hai nghiệm là gì? À, một nghiệm là trừ 1 rồi. Một nghiệm là trừ 1. Một nghiệm là bằng trừ C trên A tức là bằng 4. Cái nghiệm phải lớn bằng 3/2, cái này loại này, cái này nhỏ, đúng không? Rồi. Với x0 bằng 4 thì chúng ta suy ra được y0 bằng nhiêu? y0 em thế vào đây. 4 bình phương là 16, 16 trừ 12 là 4, căn đây là 2, y0 bằng 2. Rồi. Như vậy ta có phương trình tiếp tuyến. Điểm M này có tọa độ là 42. Phương trình tiếp tuyến của cái đồ thị C tại điểm M 42 là y bằng y phẩy của x0, nó chính là 5/4 nha, nhân x trừ x0 là x trừ 4 cộng y0 là cộng 2. Như vậy nó chính là delta y bằng 5/4 x trừ 5 cộng với 2 là trừ 3. 5/4 x cộng 3 trừ 3. Rồi, kết thúc cái bài giải của tiếp tuyến ở đây. Xong bài số 5 nha. Kem đến với cái bài cuối cùng, câu số 6, đó là 4 cái câu hình gồm 4 ý. Người ta cho hình chóp SABCD này, có đáy là hình chữ nhật này, hai cái mặt phẳng SAB và SAD cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thì đọc đến đây là các em phải biết được là gì?
hai mặt phẳng cùng vuông góc với lại mặt phẳng ABCD, thì giao tuyến của hai mặt phẳng đó sẽ vuông góc với mặt phẳng ABCD. Ở đây giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và SAD nó chính là SA. Như vậy thì SA sẽ vuông góc với mặt phẳng ABCD, được nhá. Như vậy chúng ta có thể vẽ hình được rồi, đúng không? Bắt đầu vẽ hình nha. Rồi, đây là S. Bởi vì SA nó không có với đấy cho nên SA phải thẳng đứng, đúng không? A, B, C, D. Rồi. Mặt phẳng, rồi, A, B, quên, A, D nó bằng SA và bằng 8A. A, D bằng SA và bằng 8A. Còn cái cạnh AB nó là 2A căn 3. Rồi, Y và F là các điểm nằm trên cạnh BC sao cho là gì? BE bằng FC và bằng 2. BE bằng FC bằng 2. Cả cái đoạn này là 8 nha. Vậy là BE nó bằng 1 phần 4 thôi. Chia ra làm 4 phần đi. Rồi, ấy chút. Rồi, BE và FC ha. Và Y là trung điểm của AG. Rồi, câu A này. Người ta yêu cầu chúng ta chứng minh gì? SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Và đồng thời mặt phẳng SAG nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SCD. Rồi, vậy đầu tiên chúng ta lập luận dựa vào cái hai cái mặt phẳng này vuông góc với mặt phẳng ABCD này. Ta có này. Cái mặt phẳng SAG vuông góc với ABCD. Mặt phẳng SAB cũng vậy. Vuông góc với ABCD. Mà giao tuyến của chúng nó chính là SA. Vậy từ đó suy ra được SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Vậy chúng ta xong một ý nha. Ý thứ hai, mặt phẳng SAG vuông góc với mặt phẳng SCD. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì ta phải chứng minh rằng trong cái mặt phẳng này có chứa một đường vuông góc với mặt phẳng kia. Thì đó chính là CG, đúng không? Ta có CG vuông góc với lại AG. Bởi vì ABCD nó là hình vuông. Tiếp theo là CG vuông góc với lại SA. Bởi vì SA vuông góc với đấy. Như vậy từ đây suy ra hả? CG vuông góc với mặt phẳng SAG. Mà CG là chứa trong SCG. Cho nên ta suy ra được mặt phẳng SAG vuông góc với mặt phẳng SCG. Và chúng ta kết thúc câu A. Tiếp theo câu B, tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCG. SC nha và ABCG. Thì rõ ràng các em thấy hình chiếu của SC lên cái mặt phẳng ABCG nó chính là AC, đúng không? Do đó góc giữa SC và ABCD nó chính là góc SCA này. Vậy bây giờ muốn tính góc này thì mình phải có hai cạnh tam giác này nó vuông tại A. SA có rồi, mình phải tính AC nữa là xong. Được nhá. Đó game lập luận này. Rồi câu B, góc giữa SC và mặt phẳng ABCD.
Dạ có. Ý là vuông góc với mặt phẳng ABCD. Suy ra hình chiếu của SC lên cái mặt phẳng ABCD nó chính là AC. Từ đó suy ra góc giữa SC và mặt phẳng ABCD nó bằng góc SCA. Chúng ta đi tính AC trước. AC thì bằng căn mặt 2 của AB bình cộng cho BC bình. Như vậy là căn mặt 2 của gì? AB bình là 12A bình, BC bình là 64A bình. 12 với 64 là bằng 76, đúng không? 76. Sao số nó xấu thế này? Rồi, 76 A căn 76, đúng không? Rồi, như vậy là trong cái tam giác SAC vuông tại A. Như vậy thì tan của góc C bằng đối chia kề. Như vậy là bằng nhiêu? 8A chia cho A căn 76. Vậy 8A chia cho A căn 76 là bao nhiêu? Ủa, cái này hết pin rồi ta. Bốn căn 19 bằng 9. Bốn chia căn 19. Rồi. Ok, được chưa? Vậy từ đó suy ra là gì? Góc SCA nó bằng arc tan 4 chia căn 19. Vậy em ta kết luận ha. Vậy góc giữa SC và mặt phẳng ABCD nó bằng arc tan của 4 chia căn 19. Rồi. Được chưa? Kết thúc câu câu 6, câu 6B ở đây. Được như này. Tiếp theo câu 6C. Chứng minh hai mặt phẳng SAF vuông góc với mặt phẳng SFG. SAF vuông góc với SFG. Rồi. Câu C nha. Chứng minh mặt phẳng SAF vuông góc với mặt phẳng SFG. Thì chứng minh này tao chỉ cần chứng minh là trong cái mặt phẳng này chứa một đường vuông góc với mặt phẳng kia thôi. Ở đây cụ thể là mấy em GF này, ta sẽ chứng minh nó vuông góc với là AF nữa là xong. Bởi vì GF nó đã vuông góc với SA sẵn rồi. Thì bây giờ chỉ cần GF chứng minh vuông góc với là AF nữa là thì GF vuông góc với mặt phẳng SAF thôi. Đó. Nhưng mà muốn như vậy thì các em nên vẽ một cái hình riêng ra. Vẽ một cái hình riêng sao? Hình riêng cái hình chứa đáy này, ABCD đó. Cái hình chứa đáy ABCD vẽ riêng này nha. Cái chỗ này nó là 8 đó nha. Tỷ lệ 8 khó cành nha. Cái này là 2 căn 3 hả? Rồi từ từ nha. Đây. Hai căn ba đó là nhỏ hơn 8 rồi. Rồi, vẽ tương đối thôi nha. Đây là A này, B này, C này, D này. Rồi, này là 4 phần luôn, chỉ là 4 phần. Đây là điểm F này. Đó. Cái này nó chưa có chính xác lắm nha. Bây giờ ta sẽ chứng minh cái chỗ này là vuông. Chứng minh cái này là vuông rồi nè. Đó. Thì muốn gì thì chúng ta dùng Pythagore thôi. Đúng không? Cái cạnh này là 8A. Thì cạnh này nó sẽ là 2A này.
thì bên này nó sẽ còn là 6A. Đây là 2A căn 3. Khi em dùng Pythagore em tính hai cái cạnh VF và AF ra. Thì ta có AF bình phương bằng gì? Nó bằng là AB bình cộng cho BF bình. Vậy là 12A bình cộng với 36A bình. Vậy là bằng nhiêu? 48A bình. Đúng chưa? Trong khi cái thằng VF bình là bằng gì? Nó bằng VC bình cộng cho FC bình. Vậy là 12A bình cộng cho 4A bình thì nó là nhiêu? 16A bình. Thì rõ ràng AF bình AV bình thì nó là 64A bình. Thì nó rõ ràng là 2 này cộng lại là 64 này đúng không? Nó bằng AF bình cộng cho VF bình. Ok. Vậy từ đó sẽ ra tam giác AVF là nó vuông tại V, vuông tại F. Nghĩa là ta có cái gì em? VF này nó vuông góc với là AF này. Đó. VF vuông góc với AF, cái này vuông, được chưa? Vậy mà VF thì lại là vuông góc với SA nữa. Bởi vì SA vuông góc với đấy. Vậy xong. Vậy suy ra được là VF vuông góc với mặt phẳng SAF. À. Mà VF thì lại chứa trong mặt phẳng SVF. Từ đó suy ra hai mặt phẳng này cũng không với nhau. Ok, rồi. Kết thúc câu C nha các em. Chúng ta đến với câu D, câu cuối cùng của bài. Đó là tính khoảng cách giữa hai đường thẳng EI và SB nha các em. EI và SB. Được chưa? EI và SB. Ở đây chúng ta thấy là E là đây. Y là trung điểm AG này, EI. Và SB nha, SB, được chưa? Thế thì ở đây chúng ta thấy là EA là cái đường nó nằm trong đáy á. Cho nên chúng ta sẽ tạo ra cái mặt phẳng song song bằng cách là dựng song song với lại EA, đúng không? Thế khi mà dựng song song với EA thì như thế nào cho nó hay? Tất chắn là với từ điểm B rồi. Từ điểm B phải dựng song song với EA rồi. Các em nhìn vào cái hình này nó mới dễ này. Đây chính là E này. Còn Y nó chính là trung điểm của AG này. Đó. Vậy thì song song với EA thì đây. Từ B mà các em kể song song với EA thì có phải là nó song song qua đây, nó cách đây là G nè. G sẽ là trung điểm của AG đúng không? Đó. Đúng không? Từ B kể song song với EA thì nó cắt AI tại điểm G. Và do cái E, do cái thằng này nó bằng 1/4 này, cho nên là G sẽ là trung điểm của AI luôn. Đó. Được chưa? Vậy G đây nè. G đây. Nối E, EB lại, GB lại. À. Rồi chúng ta nối SG lại. Ok chưa? Rồi. Như vậy ta gọi luôn ha. Gọi G. Gọi G nha. Là trung điểm của AI. Rồi, như vậy thì ta có là cái tứ giác BEEZ nó lên bình hạnh. Vì sao lên bình hạnh? Bởi vì BE nó song song và bằng EZ. Vì nó cũng bằng 2A nó, đúng không? EZ nó bằng 2A luôn. Đó. Từ đây em suy ra được là EE thì nó song song với lại là BG. Từ đó suy ra là IE song song với mặt phẳng SBG. Vậy do đó, khoảng cách giữa
IE và SB. Nó bằng với khoảng cách giữa IE đến mặt phẳng SBG. Và nó bằng tiếp khoảng cách từ Y, từ Y đến mặt phẳng SBG. Nhưng mà mấy em thấy này, khoảng cách từ Y đến SBG á, thì A nó mới là chân đường cao, nhưng mà G nó là trung điểm của AI. Đó đúng không? Y nó tới A thì nó G nè, G là trung điểm AI nè. G là trung điểm AI, cho nên khoảng cách từ Y đến SIE SBG chứ không? Nó bằng khoảng cách từ A đến SBG, bằng tiếp khoảng cách từ A đến SBG. Mở ngoặc vì Y G là trung điểm của AI. G là trung điểm của AI. Được chưa? G là trung điểm của AI. Đó. Rồi nha. Vậy bây giờ chúng ta đã dồn được khoảng cách về điểm A rồi. Điểm A thì khỏe rồi, chúng ta chỉ dựng thôi. Nhưng mà hình này nó nhỏ, chịu khó nha các em. Từ A chúng ta kẻ vuông góc đến BG này. A M đi. Nối SM lại nha. Quá nhỏ. Rồi, từ A chúng ta lại kẻ vuông góc đến AH. Vuông góc đến SM. Ok chưa? Rồi, dựng ra. Trong mặt phẳng ABCD thì dựng AM vuông góc với BG. Thì BG vuông góc AM và BG vuông góc SA nữa. Cho nên là BG vuông góc với mặt phẳng SAM. Bây giờ trong mặt phẳng SAM thì dựng cái đường AH. Dựng cái đường AH vuông góc với là SM tại H. Mà AH còn vuông góc với lại là gì? B, BG. Bởi vì này nè, BG vuông góc với SAM. Đúng chưa? Cho nên suy ra là AH vuông góc với mặt phẳng SBG. Đó. Như vậy khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBG chính là bằng AH. Và AH là đường cao của tam giác SAM, cho nên nó bằng SA nhân AM chia cho căn bậc 2 SA bình cộng cho AM bình. Rồi. M là gì? M là hình chiếu đây nè. Đó. Đúng chưa? Bây giờ đi tính AM trước. Thế thì AM lại là đường cao trong cái tam giác vuông này. Thì AM bằng gì? AG nhân AB chia cho căn bậc 2 AG bình cộng AB bình. Rồi, đem nhập vào X nhân Y chia cho căn X bình cộng Y bình. X nhân Y chia cho căn X bình cộng Y bình. Rồi game can vào. AM thì căn AG là bằng 2, còn AB nó là 2 căn 3. Vậy là bằng căn 3. Đáp án là căn 3. Vậy là A căn 3 nha các em. Từ đây mấy em căn vào đây là chúng tôi xin ra được AH luôn. AH luôn đúng không? Rồi, mấy em tiếp tục căn vào. Căn tiếp. AH thì cái chỗ này là SA nó là 8 này. 8. Còn AM thì nó chính là căn 3 này. Căn 3. Vậy là 8 căn 21 phần 67. Vậy AH bằng 8 căn 201 trên 67. Ồ, 67. Rồi, ok. Như vậy tới kết luận được là khoảng cách giữa gì? SB và IE. IE và SB nó bằng AM AH và bằng 8A thêm chữ A này căn 201 phần 67. Tuyệt vời. Ok nha các em, xong nha. Các em chịu khó nhìn. Rồi, thì kết thúc cái bài hình này.